Em lại xin được chào tất cả mọi người và em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã luôn quan tâm đến kênh của em và đã đăng ký kênh và cũng như là theo dõi những video em đưa lên trên kênh YouTube nha. Đầu xuân năm mới thì em cũng xin chúc tất cả mọi người có một năm thật có thật nhiều sức khỏe và làm ăn thì phát triển hơn rất nhiều so với năm cũ nha. Và hôm nay em cũng muốn chia sẻ một cái bộ chuyển đổi điện, bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS. Thì cái bộ này thì thời gian qua thì cái trong dịp mà cuối năm á thì em cũng đi giáp rất nhiều và cũng có nhiều bác lấy ở bên em, nhưng mà đa phần về thì cũng không biết giáp, dù là em cũng có vẽ sơ đồ. Cái sơ đồ của nó thì đi theo thì người ta vẽ thì đôi khi rất khó hiểu, nhưng mà em cũng đã vẽ lại, nhưng mà cũng có nhiều bác về cũng chưa có thể đấu được. Thì em hay quay video gửi Zalo cho các bác ấy. Thì hôm nay nhân tiện đầu xuân năm mới thì em sẽ lên một cái video này. Và tất cả những cái đồ điện tử, linh kiện điện tử liên quan đến đấu và kết nối thì em sẽ tranh thủ em lên video em chia sẻ cho tất cả mọi người, để mình biết được về mình đấu cho nó đỡ bị sai thì dẫn đến hư hỏng hoặc là không hoạt động được. Lúc đấy mình là mất công đi đổi trả, vừa mất tiền này vừa mất thời gian. Và những cái đồ điện tử thì đôi khi, những cái bo mạch điện tử thì đôi khi bên em khi mà mua về cũng không được bảo hành, mà khi các bác về đấu không biết đấu bị hư đi mà bọn em không bảo hành thì đôi khi cũng làm ăn, bọn em làm ăn rất chi là áy náy. Nên là hôm nay em sẽ lên em chỉ cái bộ chuyển đổi ATS này trước. Thì các bác thấy ở cái mặt đường trên giao diện của nó là như thế này. Đấy, thì ở đây nó có ba cổng kết nối lớn, đó là mạch động lực. Đấy, thì ở trên đây này, ở phía trên đây là người ta ghi ở đây là số 1 đây. Là cộng này là cộng 1 là nguồn ưu tiên. Ví dụ như mình muốn dùng nguồn ưu tiên nào thì mình kết nối vào cái cộng này. Và bên đây thì ở bên mạch điều khiển này thì nó, người ta cũng có ghi ở trên cái dòng ở đây nha mấy bác. Thì có OFF này, C1 này, CN này, AR này, AN này. Đấy, người ta đây người ta ký hiệu đây là A. Đây mình cứ gọi là ở trên đây là cộng này là cộng 1 đi, cái cả là bên điều khiển lẫn bên mạch động lực nha. Và xuống dưới này á thì các bác xem ở đây là người ta cũng có ký hiệu, đây là mạch điều khiển, bên đây là B này. Đó, và bên này là 2. Gọi là cái mạch động lực bên này là 2. Thì cái này là nguồn cấp thứ hai vào, ví dụ nguồn điện lưới đấy. Đấy, mình muốn ưu tiên điện lưới ở trên thì mình kết nối ở trên, còn nếu mình bình thường là mình là kết nối thì mình kết nối điện lưới vào đây. Đây là cái nguồn kết nối điện lưới này, cái này nó y như cái cầu dao đảo chiều nha mấy bác. Đấy là cộng thứ hai, và ở đây nó cũng có ký hiệu y như ở trên luôn về mạch điều khiển của nó này. Đây những cái cổng kết nối điều khiển chân nha. Và ở dưới cùng này, đây mấy bác lưu ý ở dưới cùng này, dưới cùng đây là mình hai cái chân này là mình đấu vào cái nguồn điện trong nhà mình dùng. Đấy, có nghĩa là cái đường vào trong nhà mình dùng là mình đấu vào hai cái cổng này. Thì ở đây này, ở đây người ta có ký hiệu R và N này. Đấy, thì R là dây lửa. Đấy, thì mình kết nối từ trên xuống đây. Đấy, giữa ba cổng thì bên đây là dây lửa. Và ở bên đây á là người ta kết nối để N đó là dây mát, dây trung tính, thì mình kết nối từ trên đây xuống. Đấy, nhất là bên điện lưới thì các bác nên kết nối cho đúng để vào hệ thống công tắc bóng đèn nhà mình cho nó đúng cực. Thứ nhất là nó không bị ảnh hưởng đến thiết bị. Cái thứ hai là những cái bóng led là nó không bị nháy. Cái thứ ba là đỡ tốn điện. Nên các bác kết nối các cái này phải kết nối cho đúng âm dương, đúng dây lửa và dây mát. Và bây giờ em sẽ chia sẻ về cái cách đấu của cái bộ này. Thì cái cách đấu là như thế này. Thì ở đây á thì cái dãy này á các bác cần quan tâm cho em, đó là ví dụ như cái dãy A này. Đây cái dãy A này thì các bác cần quan tâm cho em, đó là AR và AN thôi. Đấy, A là ký hiệu của cộng A đấy. Còn R á, là ký hiệu dây lửa vào và N là ký hiệu của dây mát vào. Đấy. Thì ở đây em cũng có đấu sẵn một cái này.
Đấy, em cũng ghi đây là nguồn ưu tiên này. Thì các bác nhìn để ý này. Đấy nha. Đấy, thì ở đây thì có AR này. Là mình đấu vào cái cổng R của bên mạch động lực này. Con ốc này này. Đấy, các bác thấy cái dây đỏ chưa? Đấy, em đấu từ đây này, đi vòng qua. Đấy, từ này đi vòng qua này. Đấy, và cái AN này, đấy là dây mát này, em đấu từ đây vòng qua qua cổng này. Đấy, và điện kích của mình thì hai cái cổng ra của 220 điện kích thì các bác đấu vào đây. Nếu các bác muốn cái nguồn ưu tiên là điện kích khi nào có thì nó sẽ nhảy sang điện kích, còn khi nào không có thì nó tự động nó nhảy sang bên điện lưới. Đấy, và ở dưới cái cổng số 2 này cũng y như vậy luôn. Đây các bác để ý này, đây cũng BR này. Đó, các bác đấu vào dây lửa này và BN này. Đấy, BN này là các bác đấu vào dây mát. Đấy, còn hai cái dây dưới này á, hai cái dây ổ đằng dưới này thì các bác đấu vào điện điện vào trong gia đình mình ấy. Đấy. Cái dây hai cái dây vào điện trong gia đình nhà mình dùng. Đấy là xong cách kết đấu kết nối nha mấy bác. Thì cái này nó rất dễ thôi. Đấy, còn điện 220 thì mình cũng kết nối vào đây. Đấy, thì đây em đã đấu đấu sẵn để tí nữa em test thực tế cho các bác xem luôn. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ cái cách đấu và em cũng test cái thử cái này cho các bác luôn, và video sau. Video sau thì em sẽ kết nối thêm một cái bo mạch này. Ở đây. Cái bo mạch này là bo mạch nó cảm biến được, đây nó có một cái cảm biến này. Cuộn cảm biến thì nó sẽ, đây là cuộn cảm biến dòng nhé, cảm biến từ trường đấy. Thì cái năng này của nó là hôm sau em sẽ cho các bác chị các bác đấu cách đấu của cái bo mạch này vào để cho mình chạy tự động khi bình yếu, và chạy tự động khi mà ví dụ như mình cài đặt là chạy 1.000W hoặc là 1.500, thì nếu quá vượt quá cái ngưỡng đấy thì hệ thống này nó sẽ tự động nó chuyển sang điện lưới, nó ngắt điện bình, và khi nào mình dùng có nghĩa là hết cái tải nặng đi, ví dụ mình đang nấu bếp từ đi, nó hết cái tải nặng bếp từ đi là mình tắt bếp từ đi, thì nó sẽ tự động nó chuyển sang bên điện lưới điện bình cho mình dùng tiếp, để dùng những cái tải nhỏ cho nó đỡ ảnh hưởng đến bình và đến kích của mình nha. Thì hôm sau em sẽ chỉ cách đấu của cái bo mạch này, chỉ cách cài đặt và sử dụng nó luôn. Thì hôm nay em sẽ test cái bộ ATS này cho các bác trước. Bộ này của nó là 100A. Đấy, cho các bác tha hồ sử dụng nha. Nó là 100A. Và ở đây thì nó có một cái công tắc này mấy bác này. Đấy, bên bên mình gạt lên trên này là chế độ tay này, chế độ tay thì mình dùng cái này. Đấy, chế độ tay thì các bác dùng cái này là ok. Đấy, công A công B tùy, còn nếu các bác bật xuống auto này. Đấy, các bác bật xuống cái nắp này thì tự động nó sẽ chuyển đổi khi cái hai nguồn điện này hai cái mạch điều khiển này có nguồn điện. Đó. Nó sẽ tự động nó chuyển đổi cho các bác tự động hết, và các bác nên nhớ là cái bộ này nó chuyển đổi không bị ngắt quãng điện của mình đang dùng trong nhà nha. Và bây giờ em xin được test cho mấy bác xem nha. Thì cái đây em có một cái quạt này. Đấy, đây em có một cái quạt nha. Thì cái quạt điều khiển này thì bây giờ em sẽ cắm vào và em thử nha. Trên quạt điều khiển thì điện mà bị ngắt quãng là nó sẽ bị cắt ngay nha. Đây, và bây giờ mình xin cấp điện của nguồn A trước này, mấy bác xem này. Đấy, có điện nha. Bây giờ em xin được bật quạt này. Các bác đợi em bật quạt nha. Đấy, quạt quay nha. Đấy, quạt quay nha. Thì ở đây là cổng A này đang là cổng ưu tiên này. Đấy, bây giờ em xin được kết nối cổng B nha. Đây là cổng 2 này. Đấy, thì các bác xem hai cái đồng hồ hiện bây giờ đang sáng này. Nhưng bây giờ nguồn điện ưu tiên đang có nên là nó sẽ không nhảy nha. Và bây giờ em xin được rút nguồn điện ưu tiên ra này. Là nguồn điện số 1 này. Đấy, các bác thấy là quạt vẫn hoạt động bình thường nha. Không, quạt vẫn hoạt động bình thường này. Đấy.
và em lại xin được kết nối tiếp nguồn yêu tin vào này, tự động nó chạy này. Đấy, và các bác xem quạt vẫn đang chạy nha. Đấy, về vấn đề đầu tiên là như vậy. Đấy. Còn đây là em cũng đấu qua một cái đây này. Đấy, em cũng hôm nay em cũng sẽ thin test cái bo mạch này luôn, thì hôm sau em để chỉ cách đấu và cách sử dụng này, cài đặt của nó này. Đấy, thì cái này nó là có một cái cảm biến giọng ở đây. Đây em đang đấu vào cái điện ra của nó này. Đây có hai cái ổ cắm ra này nha. Hai ổ cắm ra, một cái em cắm cho ổ quạt và một cái em cắm cho cái bếp từ, để giờ em test cho các bác xem luôn này. Đấy. Thì bây giờ riêng về cái này thì nó cảm biến dòng, nhưng mà cái dòng này thì là do cái bo mạch này là em chế nên là cái dòng của nó không đúng. Nhưng mà về độ cắt thì là tuyệt đối chính xác nha mấy bác. Đấy. Thì mấy bác ước chừng được nó lên được ở tầm bao nhiêu dòng bao nhiêu đấy, mình như căn ví dụ như 15 hay 20 thì nó nằm có tầm bao nhiêu nghìn watt đấy. Ví dụ 500 hay 1000 gì đấy thì mình về hôm sau em sẽ hướng dẫn. Thì cái này dòng của nó là không đúng nha. Em nói trước cái đồng hồ này báo dòng là không đúng nha. Bây giờ đang dùng mình cái quạt không mà nó là 7,5 0,75 thì nó không bao giờ đúng rồi. Đấy. Thì cái này của nó là em chế cái này vào thôi để em làm cái cảm biến dòng để cho sử dụng. Và bây giờ em xin được bật bếp từ này. Các bác để ý nha. Để ý khi em bật bếp từ nha. Thì em bật bếp từ để dĩ nhiên dòng bên kia lên, và khi mà đủ đến cái chỗ ngưỡng mà em cài đặt là nó sẽ cắt nha. Đây em bật bếp này. Đấy, mấy bác thấy là tự động nó chuyển sang bên nguồn thứ hai nha. Là bên nguồn điện lưới nha. Đấy, và nó sẽ cắt kích. Thì như thế này thì nó sẽ chống được cái sự quá tải cho kích của mình dùng trong nhà nha. Ví dụ như các bác dùng cái kích cỡ 1500 hoặc là 1000W mà nhiều khi mình cắm lộn, ví dụ mình bật bếp từ hoặc là máy bơm nước thì mình nó đè lên nó nặng quá, thì hệ thống nó sẽ tự động nó chuyển sang bên điện lưới. Cho điện lưới. Đấy, khi nào các bác mà dùng xong, ví dụ bây giờ em thì các bác thấy này, đây là cái bếp từ nha. Đó, bếp từ hiện giờ là nước thì cái này thì đây 5600W này. Và bây giờ em xin được tắt bếp từ nha. Em tắt bếp từ thì nó sẽ tự động nó chuyển sang nguồn điện ưu tiên, đó là nguồn kích cho mình nha. Đây các bác sẽ xem này. Đây. Đây các bác thấy chưa? Đó, thì nó sẽ chống được cái quá tải cho kích của mình. Và ví dụ như lượng bình của mình ở trong nhà nó không đủ cho phép để mình dùng tải lớn khi mình chưa có điều kiện mình mua, hoặc là khi bình nó đang yếu, mình muốn sử dụng những cái bóng sáng hoặc tivi thôi, mình không muốn dùng tải lớn, thì khi các bác dùng tải lớn vào thì nó sẽ tự động nó chuyển sang bên nguồn điện lưới, nó sẽ cắt điện kích của mình đi. Đó, và khi mình sử dụng lại, đây mấy bác xem này. Đấy, khi các bác sử dụng lại là dòng lên này. Đấy, nó sẽ tự động nó lại chuyển sang bên điện lưới cho các bác dùng. Và hệ thống điện trong nhà gia đình mình là không bị ngắt quãng nha. Các bác thấy chưa? Đó, kể cả là bếp từ bây giờ này đang gieo sôi luôn mấy bác theo là không bị ngắt quãng nha. Khi em cúp em tắt bên bếp từ này, các bác để ý nha. Đó, các bác để ý là quạt vẫn dùng bình thường nha. Đó, thì cái này nó rất thuận tiện nha. Em đã lắp đặt cho rất nhiều khách hàng và em cũng bán rất nhiều, và em hướng dẫn cho các bác thì đều cài đặt cái này. Nó cài đặt cũng rất dễ thôi mọi người nha. Thì hôm sau và cách đấu như thế nào thì hôm sau em sẽ có một cái video làm chi tiết hơn. Và mình sẽ làm thêm một cái bo mạch để mình chống những cái kích mà không chống được cái điện áp thấp á, hoặc là điện áp cao á. Thì các bác lắp thêm một cái bo mạch này nữa thì sẽ chống được tuyệt đối. Chống được tuyệt đối. Và khi mất điện thì gia đình mình cũng không bị mất điện nha. Khi bình đang còn, khi bình đang có thì dùng cái bộ này thì lắp thêm một bo mạch nữa thì nó sẽ khi mất điện thì gia đình mình nó sẽ không bị mất điện nha. Rất thích hợp cho dùng camera. Đó, thì video này em cũng sẽ chia sẻ như vậy thôi. Thì một lần nữa em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã dành tình cảm rất lớn đến kênh của em và đã tin tưởng để sử dụng những cái sản phẩm của bên em nha. Em xin được chào tất cả mọi người.